Trong quý một năm nay, tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đặc biệt là tình hình trên tuyến quốc lộ 1 có diễn biến phức tạp, tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông. Đặc biệt trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh xảy ra tới 9 vụ, làm chết 9 người, tăng 8 vụ, 8 người chết so với cùng kỳ năm ngoái. Thế hàng ngày tôi cũng lưu thông qua tuyến đường này thường xuyên, lượng phương tiện lưu thông trên đường này cũng rất là đông. Đấy, thì chúng tôi cũng thực hiện nghiêm về vấn đề là an toàn, không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện và chấp hành tốc độ xe khi trên đường. Theo phân tích của lực lượng chức năng, trong các vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân gây tai nạn trực tiếp là đi không đúng phần đường, thiếu chú ý quan sát, chuyển hướng, vượt sai quy định. Nói chung là mình là một người dân hay đi lại cung đường này nhiều. Đi lại thì nói chung là pháp luật của nhà nước quy định là nồng độ cồn thì không nên lái xe, đấy là đúng thôi. Làm người dân thì chúng tôi cũng thấy như thế là hoàn toàn đúng, và nếu mà mình đã sử dụng nồng độ cồn rồi thì mình tốt nhất là không điều khiển phương tiện giao thông nữa. Cái đấy là hoàn toàn đúng thôi. Phòng cảnh sát giao thông sẽ tích cực tuần tra khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các lỗi vi phạm như tốc độ hoặc là nồng độ cồn. Thì ngoài ra thì khi gặp những thời tiết mưa hoặc sương mù dày đặc thì đề nghị các lái xe phải chấp hành nghiêm các quy định về tránh vượt, không vượt sai quy định hoặc là không đỗ xe trên đoạn đường cong nơi khuất tầm nhìn. Mục tiêu mà tỉnh Lạng Sơn đưa ra trong những tháng tiếp theo là kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh nỗ lực của các ngành chức năng, đòi hỏi người tham gia giao thông phải chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, để mỗi người bảo vệ sự an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông. Bộ Giao thông Vận tải vừa có ý kiến về một số hãng hàng không trong nước kiến nghị xem xét tiếp tục áp dụng chính sách giảm 50% phí cất hạ cánh và điều hành bay đối với các chuyến bay nội địa trong năm 2023. Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với ý kiến cho rằng việc xem xét giảm giá dịch vụ cất hạ cánh đối với các chuyến bay nội địa năm 2023 là chưa đủ cơ sở. Nguyên nhân do theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng vận chuyển nội địa năm 2023 dự kiến đạt 45,5 triệu khách, tăng 5% so với năm 2022 và tăng 22% so với năm 2019. Như vậy, thị trường vận tải nội địa đã và đang phục hồi như giai đoạn trước dịch COVID-19. Ngoài ra, nguồn thu từ dịch vụ cất hạ cánh để chi trả chi phí bảo trì, sửa chữa tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định. Tuy nhiên, nguồn thu hiện nay còn đang hạn chế, cần cân đối để bố trí cho công tác sửa chữa, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không tại các cảng hàng không, bảo đảm khai thác an toàn. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn yêu cầu khẩn trương lắp giải phân cách di động tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu việc lắp đặt giải phân cách di động tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh hoàn thành trước ngày 12 tháng 4 nhằm giúp điều tiết dòng xe, giảm ùn tắc giờ cao điểm ở khu vực này. Đồng thời yêu cầu các đơn vị lắp băng rôn thông báo cho người dân được biết điều tiết giao thông. Hiện nay, khu vực ngã tư Hàng Xanh là một nút giao thông phức tạp với nhiều giao cắt, đông đúc xe cộ đi lại. Do đó, khi được lắp đặt hàng rào thép, dịch chuyển giải phân cách như trên, cơ quan quản lý kỳ vọng sẽ giúp dòng xe qua lại ổn định hơn, hạn chế ùn tắc và giảm nguy cơ tai nạn.